Xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình chiến lược và các cái chương trình khuyến mại, được chưa? Tôi sẽ giúp các anh chị tạo ra được những chương trình khuyến mại rất là hay và hấp dẫn. Ok. Thì để tiếp tục cho bài học hôm nay thì tôi lại hướng dẫn các bạn ba cái tuyệt chiêu, ba cái chương trình khuyến mại nữa. Để bắt đầu đó là cái chiến lược số 31. Tôi gọi nó là cải tiến sản phẩm hoặc là cải tiến mẫu mã nhưng mà vẫn giữ nguyên giá bán. Thì cái cách thức này, tức là chúng ta đã nói trong cái tên, cách gọi là chúng ta đã thấy rất là rõ rồi. Chúng ta cải tiến sản phẩm hoặc là cải tiến mẫu mã, cải tiến theo cách như thế nào? Là có thể là gì ạ? Thay đổi hình dáng, thay đổi cấu trúc, thêm dung lượng, đúng không ạ? Thêm cân nặng, đúng không ạ? Thêm kích thước, đấy, vân vân, nhưng vẫn giữ nguyên giá bán. Điều này thì sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy là sản phẩm luôn luôn được đổi mới, luôn luôn được cập nhật theo cái phiên bản mới hơn, xịn hơn, nhưng mà giá vẫn giữ như vậy thì có vẻ như là khách hàng đang được lợi, được rẻ đi, đúng không? Khách hàng nhận được nhiều giá trị hơn, và trong khi đó cái chi phí của nhà sản xuất hoặc là các nhà bán lẻ thì lại không hề tăng hơn, bởi vì cũng vẫn là bao bì, đúng không? Cái bao bì mẫu cũ mình bỏ đi, mình làm mẫu bao bì mẫu mới. Cho nên là tôi thấy ví dụ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng ấy, thì cái bao bì, cái vỏ hộp bên ngoài là họ thay đổi rất là nhiều. Như là cái hãng OMO là họ thường xuyên thay đổi các cái mẫu bao bì đấy, để làm sao cảm giác sản phẩm luôn luôn được mới mẻ. Hoặc là bạn cũng có thể tăng kích thước hộp, tăng kích thước của sản phẩm, thay đổi mẫu mã, thêm các cái giá trị khác vào, chức năng, tính năng mới vào sản phẩm nhưng không làm thay đổi giá. Một cái ví dụ cụ thể như là tôi theo dõi thì tôi để ý như là cái bánh Chocopie của Orion, đúng không ạ? Thì họ ghi rất là rõ là gì ạ? Tăng 20% khối lượng nhưng không thay đổi giá. Thì đấy chính là nguyên tắc khuyến mại mà tôi muốn nói đến, là cải tiến sản phẩm nhưng không làm thay đổi giá bán. Bình thường là cái đường kính của nó như thế này, thế bây giờ nó làm to thêm, tức là khối lượng trước là khoảng độ 50g, bây giờ khối lượng là 70g, tôi giả sử như vậy cho một chiếc bánh. Thì kích thước tăng lên, kích thước vỏ hộp cũng tăng lên, kích thước của bánh tăng lên nhưng giá không đổi. Đó chính là chương trình tri ân khách hàng, đó chính là khuyến mại để mà theo cái hướng như tôi nói là cải tiến sản phẩm, mẫu mã, bao bì nhưng không làm thay đổi giá bán. Ok, chúng ta xong cái tuyệt chiêu số 31 chưa ạ? Đến cái tuyệt chiêu số 32 hay là cái chiến lược số 32 thì cái này chúng ta thấy rất là phổ biến, đó chính là tặng phiếu mua hàng hoặc là phiếu giảm giá cho khách hàng cho những cái lần mua tiếp theo. Thì cái hình thức này là một hình thức khuyến mại mà hiện nay các nhà bán lẻ và những người làm kinh doanh áp dụng rất là nhiều, đúng không ạ? Đem lại được rất là nhiều các lợi ích. Ví dụ như là bạn khai trương cửa hàng mới, đúng không ạ? Bạn phát voucher trước ngày khai trương, bạn ra mắt sản phẩm mới, bạn phát voucher trước ngày ra mắt sản phẩm. Mua một sản phẩm được khuyến mại bao nhiêu đấy bạn lại tặng voucher, mua một cái hóa đơn được bao nhiêu đấy bạn lại tặng voucher, đúng không ạ? Rồi thì đi ăn ở nhà hàng thì ăn xong, thanh toán xong nó lại tặng cho bạn một cái voucher để lần sau bạn được tặng vài chai bia, bạn được giảm giá 5, 10%, 20%, bạn được tặng một cái món ăn, vân vân. Thì cái cách thức như vậy tôi gọi nó là khuyến mại bằng cách là tặng phiếu mua hàng, tặng phiếu giảm giá. Các bạn có thể áp dụng nó vào trong là trước, trong và sau một cái quá trình bán đều có thể áp dụng được. Trước cũng có, trong cũng có thể có và sau cũng có thể có. Mình hãy vận dụng linh hoạt. Cái phiếu này có thể là phiếu tiền mặt, cũng có thể là phiếu giảm giá phần trăm, cũng có thể là phiếu quà tặng, cũng có thể là phiếu cung cấp các dịch vụ trải nghiệm gì đó. Bất kể cái gì chúng ta lại áp dụng toàn bộ cái chương trình khuyến mại ở đây là 52 cái chiến lược mình đưa vào trong cái phiếu quà tặng này, được chưa ạ? Vâng. Và cái nội dung thứ ba trong bài học này tôi nói đến là chúng ta cũng có thể là mua sản phẩm nhưng mà tặng cho khách hàng các cái gói dịch vụ hoặc là các cái gói dịch vụ hỗ trợ. Ví dụ như là gói dịch vụ bảo hiểm cho sản phẩm. Mua iPhone thì chúng ta chỉ thế thôi, nhưng chúng ta có thể tặng cho họ gói bảo hiểm rơi vỡ. Đấy, ý của tôi là như vậy, đúng không ạ? Mua xe máy thì bạn được hỗ trợ cái tiền đăng ký trước bạ, mua ô tô được hỗ trợ cái tiền đăng ký trước bạ, hoặc là tặng miễn phí một cái khóa học lái xe an toàn, học đào tạo lái xe ô tô, đúng không? Hay làm một cái bảo hiểm thân vỏ hay một cái bảo hiểm xe cơ giới. Đấy. Hay là bạn mua quần áo thì được tặng cái dịch vụ giặt là. Bạn không tặng quần áo nữa, bởi vì tôi đang nói đến là tặng gói dịch vụ hoặc là gói dịch vụ hỗ trợ. Mua quần áo thì được tặng gói dịch vụ giặt là. Đấy. rất là hay đúng không ạ? Thế rồi thì mua modem thì được tặng gói cước, hay là mua sim điện thoại VIP được tặng gói cước. Đấy thì các cái nhà các nhà mạng bán sim họ hay dùng cái phương pháp như vậy đúng không? Và tất nhiên là bạn phải linh hoạt trong cái cách mà bạn sẽ đưa ra các cái dịch vụ để hỗ trợ cho khách hàng của mình và cho sản phẩm của mình, làm sao nó có thể là những cái sản phẩm nó khớp vào nhau với dịch vụ, hoặc là những cái sản phẩm bổ trợ cho những cái dịch vụ bổ trợ cho sản phẩm rất là tốt. Như vậy là ta vừa kết thúc 3 cái nội dung khuyến mại, đó là cải tiến sản phẩm, chất lượng sản phẩm và mẫu mã sản phẩm, bao bì sản phẩm nhưng giữ nguyên giá bán đúng không ạ? Tặng phiếu mua hàng, phiếu giảm giá cho khách hàng, và cuối cùng là gì ạ? Tặng thêm các cái gói dịch vụ hoặc là các gói dịch vụ hỗ trợ. Đây là cái phần ba cái phần nội dung mà tôi vừa trình bày thêm cho các anh chị và các bạn trong video này, và xin chúc các anh chị áp dụng thành công. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.